Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày mùng 6 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi. Huyện Văn Lâm, Khói Châu ra quân giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Thôn Tần Tiến, xã Minh Tân còn tồn tại nhiều điểm vi phạm về hành lang công trình thủy lợi. Nhiều hộ dân xã Phú Cường mở rộng diện tích trồng nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm Tránh Văn phòng Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, công bố quyết định 829QDTU ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Hòa, phó tránh văn phòng phụ trách văn phòng tỉnh ủy, giữ chức vụ tránh văn phòng tỉnh ủy kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, thời hạn 5 năm thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí đỗ xuân tuyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí lê quang hòa trên cương vị mới cùng văn phòng tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ như ra soát lại quy chế làm việc quy chế chi tiêu nội bộ của văn phòng tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt an ninh trật tự trong cơ quan tham mưu đảm bảo điều kiện làm việc của tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy đặc biệt là của đồng chí bí thư phó bí thư tỉnh ủy Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, hiện cả nước có trên 820 mỏ cát sỏi và trên 500 bến bãi được cấp phép. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều vi phạm gây sụt lở hai bên sông dẫn tới sạt lở mặt đất canh tác. Trên địa bàn tỉnh ta từ năm 2014 đến nay đã phát hiện bắt giữ trên 70 trường hợp khai thác cát trái phép, xử phạt trên 30 bến bãi vi phạm, phạt tiền trên 200 triệu đồng. Tình trạng vi phạm lưu không hành lang đê điều, hành lang thoát lũ gây mất an toàn đê kè còn diễn ra phức tạp chất tải cao hơn so với quy định từ 2 đến 4 mét. Một số bến không xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, không làm kè bảo vệ bờ sông. Để hạn chế thực trạng trên, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh cần công khai số điện thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 để nhân dân kịp thời phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan, các địa phương cắm biển khu vực mỏ được phép khai thác và cắm biển hoạch định vùng cấm và tạm cấm khai thác cho phép ủy ban nhân dân các xã sử dụng các phương tiện huy động lực lượng cần thiết để bắt giữ tàu thuyền khai thác cát trên sông không đúng quy định ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt kiểm tra vào ban đêm đối với các tàu thuyền của tỉnh khác vi phạm luật khai thác lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra bắt xử lý không giao phương tiện đối tượng vi phạm cho tỉnh lân cận các ngành chức năng cần kiểm tra giả soát tiến hành giải tỏa rứt điểm những bến bãi không trong quy hoạch và không có giấy phép các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh thông tin về vi phạm luật khai thác cát sỏi và hoạt động trái phép của các bến bãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trung hòa bình yêu cầu tăng cường sự phối hợp với các địa phương quản lý quy hoạch cấp giấy phép và xử lý vi phạm nghiên cứu sản xuất vật liệu xây dựng thay thế cát sỏi để mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các quy định về khai thác cát sỏi kinh doanh bến bãi tích cực kiểm tra giám sát phát hiện xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát sỏi trái phép Trong những ngày qua, huyện Văn Lâm đã ra quân giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi nằm trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện có 214 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất trang vườn trại, 227 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, 61 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Trước khi tiến hành giải tỏa, huyện và các xã thị trấn tích cực tuyên truyền vận động để người dân tự giác tháo rỡ các công trình vi phạm, đồng thời tiến hành cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình chây ý không chấp hành dọc tuyến quốc lộ 5, tuyến đường DT 385 và trên địa bàn các xã thị trấn như lều quán, biển quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông chặt hạ cây cối che khuất tầm nhìn, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trong hành lang giao thông, thủy lợi, trường hợp vi phạm làm cản trở dòng chảy, đảm bảo đường thông hè thoáng. Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng xây dựng công trình trái phép lấn chiếm hành lang giao thông, ngày 5 tháng 7 năm 2017, huyện Khói Châu đã ra quân giải tỏa các ốt bán hàng tại ngã tư xã Dân Tiến. Xã Dân Tiến đã tổ chức lực lượng phương tiện tiến hành cưỡng chế đối với hai hộ bà Phạm Thị Hiên, bà Trần Thị Tân, công trình xây dựng trên diện tích là 92,4 m. Trước đó, Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên, các hộ vẫn không nghiêm chỉnh chấp hành, cố tình không tự tháo dỡ công trình vi phạm. Sau khi giải tỏa xong mặt bằng được bàn giao để thi công mở rộng, nâng cấp nút giao, đoạn tiếp giáp tuyến đường quốc lộ 39A với đường huyện 57 ngã tư tô hiệu dân tiến nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông chống ủn tắc giao thông. Mặc dù ngành điện huyện Ân Thi đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền nhằm thay đổi ý thức của người dân về an toàn điện, tuy nhiên đến nay huyện Ân Thi vẫn tồn tại hàng trăm điểm vi phạm, thậm chí có đến 47 vụ vi phạm nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của Điện lực huyện Ân Thi, đến nay trên địa bàn toàn huyện tồn tại 312 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trong đó có 47 vụ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Những vi phạm trên chủ yếu là những công trình xây dựng cho khu dân cư, trong đó có những vi phạm về khoảng cách an toàn lưới điện tập trung chủ yếu ở thị trấn Ân Thi và xã Bắc Sơn. Bên cạnh đó, các công trình nhà nước và các công trình đơn vị san lấp mặt bằng cũng thường xuyên vi phạm khoảng cách an toàn điện. Cụ thể là ngày mùng 3 tháng 3, đơn vị thi công là công ty xây dựng Xuân Trường đã va vào đường dây 35 kV, gãy một cột cao thế gây mất điện nửa huyện Ân Thi. Mặc dù đã được ngành điện nhắc nhở, tuy nhiên đến ngày 21 tháng 6 vừa qua, đơn vị thi công tiếp tục tái phạm gây nghiêng một cột điện và đứt dây điện. Ngày 26 tháng 4, trên địa bàn xã Quang Vinh, xe gầu xúc của công ty Sơn Tùng đã va vào đường dây 10 kV, làm đổ hai cột điện cao thế, gây mất điện thị trấn Ân Thi, xã Hoàng Hoa Thám và xã Quang Vinh. Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Cừ còn tồn tại nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi, đặc biệt ở thôn Tần Tiến, xã Minh Tân có những vi phạm lớn đã tồn tại từ nhiều năm nay, gây khó khăn cho tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Đây là hình ảnh công ty cổ phần May Hưng Phát gần như chiếm toàn bộ nhánh kênh tiêu của trạm bơm thượng Bùi chảy qua đây. Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, công ty đã xây dựng một cây cầu lớn bắc ngang kênh tiêu này. Đây được coi là một trong những vi phạm hành lang công trình thủy lợi lớn nhất trên địa bàn huyện Phù Cử đã tồn tại từ nhiều năm nay. Còn đây là ngôi nhà của gia đình ông Trần Thành Đạt, được xây dựng chắn giữa mương nước của thôn. Con mương này khi chảy đến đây đã bị chặn lại hoàn toàn, không thể lưu thông dòng chảy. Trên địa bàn thôn Tần Tiến hiện có khoảng 10 điểm vi phạm lớn về hành lang công trình thủy lợi gây ra tình trạng ách tắc dòng chảy trong mùa mưa bão. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên, trả lại sự thông thoáng cho những con sông và tránh những thiệt hại khi có lũ bão xảy ra. Nhận thấy trồng nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đang mở rộng diện tích trồng loại cây này. Năm 2016, người dân xã Phú Cường bắt đầu chuyển những diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng nghệ với diện tích là 3 hecta. Theo người dân chia sẻ, trồng nghệ không khó, tuy nhiên vốn đầu tư ban đầu lớn chủ yếu là đầu tư mua nghệ giống. Cây nghệ bắt đầu trồng từ tháng 3 và cho thu hoạch vào tháng 11. Mỗi sòng nghệ Người dân thu hoạch được từ 1 đến 1,4 tấn với giá bán từ 20 đến 22.000 đồng một kg. Thương lái tại các huyện như Văn Sang, Quái Châu đến thu mua với giá bán như hiện nay trừ chi phí cho thu lãi 15 triệu đồng một sào. Nhận thấy cây nghệ cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với các cây lương thực khác, nên người dân hết sức phấn khởi. Năm 2017, toàn xã tiếp tục mở rộng diện tích lên 8 ha. Một số hộ trồng nhiều như gia đình ông Nguyễn Văn Thanh trồng 1,4 mẫu, ông Trần Văn Thơ trồng 6 xào. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nông dân ở huyện Phù Cử đã thu hoạch xong vải sớm. Cũng như nhiều vụ trước ở vụ này, vải sớm Phù Cử vẫn được giá, nhưng được giá cao hơn cả là giống vải u trứng. Đây là giống vải quý chất lượng ngon nhưng chưa được nhân rộng. Đây là cây vải u trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Vì ở thôn Ba Đông, xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cử. Cây vải này được cụ Nguyễn Văn Diệm, ông nội của ông Vì trồng cách đây trên 100 năm cây vải hợp thổ nhưỡng cho quả to, mã đẹp, vị ngon ngọt, đặc biệt khác hẳn với các loại vải người dân trong vùng vẫn trồng. Từ cây vải này, con cháu cụ Diệm đã nhân rộng ra vườn nhà mình, cũng như cho bà con lân cận. Trong đó có những cây được chiết ghép cách đây 80 năm và ở vụ này đã cho thu 3 tạ quả với giá bán 35.000 đồng một kg ngay tại vườn. À, cây vải trứng này thì do cụ đẻ ra bố tôi ấy, là dòng cách đây nó vào đầu thế kỷ 19 gì đấy cây này thì nó thu hoạch thì nó được cái ưu cái điểm của nó là mẫu mã đẹp quả to nếu như mà mình sàng lọc ra có thể 16 18 đến 20 quả đấy. còn do cái, cái quá trình mình mình làm thì là mình thưa nó ra trái nó vừa phải vừa tới của nó thì nó tầm khoảng bình quân là cứ 20 quả cân mẫu mã thì tuyệt vời luôn ông có thể để thoải mái không không có xuống mã hai nữa là nó có cái đặc điểm nữa là càng để nó càng ngon nó không bị sùi đầu Đấy, càng chín càng ngon càng ngọt mà nếu như các cây có thời gian ví dụ cái tuổi từ 20 năm trở ra thì các thức ăn của nó tuyệt vời khác hoàn toàn khác với cây trẻ một là hạt nó nhỏ đi hai nữa là cái lúm nó không to nữa nó lúm nhỏ lại ăn chất lượng thơm ngon cực kỳ Độ ngọt của nó thì nó ngọt thẳm luôn mà nó ngọt có cái độ nghĩa là độ bền. Có thể khẳng định đây là cây vải u trứng tổ trên địa bàn tỉnh ta không địa phương nào có được. Tuy chất lượng ngon giá cao, tiêu thụ thuận lợi nhưng đến nay vẫn chưa được nhân rộng bởi đây là cây vải khó tính, phải chăm sóc nhiều. Vải u trứng của gia đình ông Vì ít khi được bán ra thị trường bởi năm nào khách quen cũng đặt hết mua để làm quà biếu. Nhiều năm sản lượng vải không đủ để bán cho khách. Thời vụ thu hoạch vải trứng tương đương với vải lai u sớm nhưng chất lượng ngon, mẫu mã đẹp và có thời gian để lâu hơn, giá bán cao gấp 2 đến 3 lần so với vải lai u. Hiện nay trên địa bàn xã Phan Sầu Nam đã có nhiều hộ chuyển đổi để trồng vải u trứng. Toàn xã đã có 5 hecta vải này. So với các giống vải chín sớm hiện được trồng ở Hương Yên thì vải u trứng là giống vải cho chất lượng và giá trị cao, tiêu thụ thuận lợi chú có ba xào già ba xào thì thôi có, có, khoảng được năm chục gốc nó cỡ khoảng ba tấn thôi tiêu thụ cái này thì nói chung độc đến đặt mình không có không, không có vải xuất giá bán thì nói chung là cái giá ở đây thì nó bán là giá rất đẹp có nghĩa là, là hầu như cái giá đầu thì là vào giá ba mươi ba năm thôi chứ không có cỡ ba năm là 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 thấp chứ còn nó bán mà sang tay là đều giá năm mươi cả chứ không có vàng đầu năm mươi chứ không phải là dưới gốc là giá ba năm rồi hiện nay Huyện Phù Cử có trên 500 ha vải lai u sớm đã được công bố nhãn hiệu chứng nhận và có thị trường cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy vậy, so với vải u trứng thì chất lượng và hiệu quả kinh tế vải lai u chưa bằng. Do đó, từ giá trị kinh tế cũng như gìn giữ nét văn hóa, các cấp các ngành cần sớm vào cuộc để quy hoạch, bảo tồn cây vải u trứng tổ cũng như mở rộng diện tích vải u trứng ở những vùng đất có thổ nhưỡng phù hợp, từng bước xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho giống vải quý này. Nhận thấy thị trường tiềm năng của giống chim bồ câu, anh Nguyễn Đức Đoàn ở thôn Nhân Nội xã Tân Tiến huyện Văn Giang đã đẩy mạnh đầu tư chuồng trại, phát triển mô hình nuôi chim bồ câu với quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Vốn xuất thân là một kỹ thuật viên máy tính, năm 2010, anh bắt đầu chuyển hướng sang tìm hiểu về giống chim bồ câu và bắt tay vào nuôi với số lượng ít. Đến nay, gia đình anh đã phát triển hai trang trại quy mô lớn với tổng số 1.000 đôi chim bố mẹ. Trung bình một năm, mỗi đôi chim đẻ từ 10 đến 12 lứa. Sau khi chim sinh sản, trứng được đưa vào máy ấp trứng nhằm giảm nguy cơ rủi ro như bị ung, vỡ, đồng thời rút ngắn thời gian ấp từ 3 đến 5 ngày. Đối với chim thịt, anh nuôi từ 23 đến 27 ngày, sẽ được bán với giá 70.000 đồng một con. Đối với chim giống dao động từ 250 đến 500.000 đồng một đôi, trung bình mỗi tháng mô hình của anh xuất ra thị trường từ 1.000 đến 1.200 con. Với lợi thế về thị trường tiêu thụ ổn định, cùng bệnh dịch ít, trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng mới đây theo phản ánh của người dân xã Tân Dân huyện Quế Châu qua đường dây nóng của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên về việc công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam đóng trên địa bàn xã Tân Dân gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên đài phát thanh truyền hình Hưng Yên đã về xác minh sự việc như sau. Công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam có trụ sở tại thôn Thọ Bình xã Tân Dân huyện Quế Châu chuyên sản xuất gạch rarit cao cấp. Qua kiểm tra của Thanh tra Sở Tài Nguyên Môi Trường tại thời điểm ngày 17 tháng 3 năm 2017 thì thấy công ty đã vi phạm điểm G khoản 1 điều 9 của Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc không báo cáo các nội dung đánh giá tác động môi trường. Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Sở Tài Nguyên Môi Trường đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của công ty theo quyết định số 07 quy đề 2 tháng 7 năm 2017 với mức tiền phạt là 90 triệu đồng và yêu cầu công ty khắc phục những thiếu sót trong việc bảo vệ môi trường. Đến nay, công ty đã cơ bản khắc phục được những hạn chế thiếu sót này. Được quy hoạch là chợ dân sinh kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại, nhưng nhiều năm nay, chợ Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ vẫn chưa thu hút được nhiều các hộ tiểu thương và buôn bán, gây nên tình trạng lãng phí. Trong khi đó, bên ngoài cổng chợ, tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm về hè vẫn diễn ra. Nguyên nhân chính là do đa phần tiểu thương, người dân ở đây cho rằng nhiều hạng mục của chợ còn giang dở, thiếu thốn. Đến nay, hệ thống mái tre đã hư hỏng, mục nát, các thanh sắt hoen dỉ, nền chợ bị sới tung. Một số người dân tận dụng khu đất trống để tập kết nguyên vật liệu xây dựng nhằm phát huy hiệu quả của chợ nghĩa hiệp. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo thu hồi diện tích đất chợ nghĩa hiệp cũ để bàn giao cho công ty cổ phần dịch vụ Thành Lộc triển khai dự án đầu tư. Theo đó, khi chợ nghĩa hiệp mới được đầu tư và đi vào hoạt động sẽ phục vụ nhu cầu mua bán của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế ở xã nghĩa hiệp, đồng thời chấm dứt tình trạng họp chợ cóc, chợ tạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sáng nay, mùng 6 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Theo thống kê, toàn tỉnh có 85.085 thí sinh dự thi ở 9 môn thi, trong đó có trên 40.000 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên chiếm 47%, trên 9.000 bài thi đạt mức điểm giỏi từ 8 điểm trở lên chiếm 11%. Có 89 điểm 10. Môn Ngữ văn có 6 bài thi đạt điểm cao nhất là điểm 9. Toàn tỉnh có 72 bài thi bị điểm liệt. Các thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên hoặc dùng số chứng minh nhân dân mã đăng nhập đã được cấp khi nộp hồ sơ dự thi để tra cứu điểm thi trên cổng thông tin của bộ giáo dục và đào tạo theo địa chỉ http hai cạch chéo chéo thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia edu vn hoặc dùng tên số báo danh để tra cứu trên các công cụ tra cứu điểm thi của một số kênh truyền thông Nói theo gương sáng của vị thủy tổ là Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, con cháu dòng họ Dương xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm luôn cố gắng nỗ lực phát triển phong trào khuyến học khuyến tài, trở thành một dòng họ hiếu học tiêu biểu. Hiếm có dòng họ nào học tập và đỗ đạt như dòng họ Dương ở Lạc Đạo. Thời phong kiến, họ Dương có 9 cụ thi đỗ khoa cử, trong đó có Trạng Nguyên Dương Phúc Tư và 8 vị thiên sĩ. Tên tuổi của các cụ đều được lưu trên văn bia tại văn miếu Quốc tử Giám văn miếu xích đằng. Tiếp nối truyền thống học tập của cha ông, con cháu họ Dương vẫn luôn tích cực học tập rèn luyện để phát động phong trào học tập. Con cháu có thành tích học tập tốt thường được dòng họ biểu dương thành tích và trao thưởng. Nhờ vậy mà 5 năm qua, dòng họ có 85 em đỗ đại học. Nhiều con cháu trong họ nhận nhiều giải thưởng cho học sinh giỏi các cấp. 80% gia đình trong dòng họ đủ tiêu chuẩn là gia đình học tập. Tiêu biểu như gia đình ông Dương Văn Thông, Dương Văn Bình, Dương Văn Tuấn. Sáng 6 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Viện huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của 250 đoàn viên thanh niên đến từ 45 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh, một số đơn vị vận động được nhiều đoàn viên thanh niên và cán bộ công chức viên chức thuộc cơ quan đơn vị mình tham gia là Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, tỉnh Đoàn, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, trong đó có không ít đoàn viên đã tham gia hiến máu nhiều lần. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu được gần 200 đơn vị máu, có một phần vào ngân hàng máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên của đoàn khối các cơ quan tỉnh, thường xuyên nhận được sự nhiệt tình tham gia của đoàn viên thanh niên đến từ các sở ban ngành của tỉnh. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng mùng 6 tháng 7, huyện Kim Động tổ chức trao nhà tình nghĩa cho hai thương binh trên địa bàn xã Chính Nghĩa. Huyện đã trao hai nhà mới cho thương binh Trần Đoàn Quyến tại thôn Tạ Hạ và thương binh Trần Văn Quyết thôn Tại Trung có thương tật 21%. Được biết, hai thương binh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp, không có khả năng sửa chữa xây mới. Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mới được trích từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa của huyện và sự tài trợ của Hội Doanh nghiệp huyện Kim Động. Ngày 6 tháng 7, Hội Chữ thập Đỏ huyện Ân Thi đã tổ chức đi thăm trao tiền hỗ trợ xây nhà nhân đạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Định ở thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ. Đây là công trình chào mừng Đại hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ 10 gia đình bà Nguyễn Thị Định là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp đỡ gia đình ổn định cuộc sống, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trích quỹ xây dựng công trình nhân đạo hỗ trợ gia đình bà 10 triệu đồng, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã trích ngân sách hỗ trợ 3 triệu đồng, nhân dân trong xã cũng quyên góp ủng hộ hơn 15 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay sẽ được phát lại trên website hưngyentv.vn. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Trong chương trình thời sự tối mai, thứ 6 ngày mùng 7 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào đầu tư nâng cao thiết chế văn hóa cơ sở tại địa phương. Huyện Phú Cư còn nhiều điểm vi phạm hành lang đê điều. 6 trên 8 nhà văn hóa thôn tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động xuống cấp kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem